Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mặt dây vàng nephrite tài lộc. Em và tôi trao chọn niềm tin đồng hành cùng bạn. Mặt dây vàng nephrite tài lộc được chế tác tinh tế từ đá cẩm thạch chất lượng có vàng 14K. Sản phẩm khi kết hợp cùng dây chuyền vàng mang đến vẻ đầy nữ tính và xinh xắn đến cho người đeo. Không những thế, đeo chiếc mặt dây này rất hợp phong thủy, đem lại nhiều điều bình an, hạnh phúc đến cho phái đẹp. Mặt dây vàng nephrite tài lộc phù hợp cho người mang mệnh mộc và hỏa. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 951535 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu. Giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.